Chuyên đề An ninh Long An xin kính chào quý vị và các đồng chí. Trong chuyên đề kỳ này, mời quý vị và các đồng chí theo dõi những nội dung chính sau đây. Công an tỉnh trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì cho đại tá Nguyễn Sáu, nguyên phó giám đốc công an tỉnh. Bắt nhóm đối tượng cố ý gây thương tích. Cuối cùng là phóng sự người nữ công an viên ở tuổi 65. Quý vị và các đồng chí, Công an tỉnh Long An vừa tổ chức lễ trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì và quyết định hưởng chế độ hưu trí hàng tháng cho đại tá Nguyễn Sáu, nguyên phó giám đốc Công an tỉnh Long An. Thay mặt Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh, đại tá Lê Minh Hùng, phó giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao những đóng góp cống hiến của đồng chí Nguyễn Sáu trong thời gian công tác với cương vị phó giám đốc Công an tỉnh Long An. Với trách nhiệm và tinh thần tận tụy với công việc, đồng chí Nguyễn Sáu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, ngành và nhân dân giao phó. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Sáu chân thành cảm ơn Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh đã đồng hành giúp đỡ đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong quá trình công tác. Đồng chí mong rằng cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh tiếp tục cố gắng phát huy, nỗ lực hết mình để duy trì và phát triển hơn nữa những thành quả mà Công an Long An đã đạt được trong thời gian qua. Đảng ủy Công an tỉnh Long An tổ chức hội nghị đối thoại giữa Đảng ủy Công an tỉnh với đoàn viên thanh niên. Đại tá Lê Minh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi đối thoại. Tại buổi đối thoại, những thắc mắc của đoàn viên thanh niên như yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với đoàn viên thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong giai đoạn hiện nay, chính sách bố trí sử dụng cán bộ trẻ, công tác phát triển đảng, chương trình kế hoạch để bồi dưỡng kỹ năng xã hội, kiến thức nghiệp vụ chính trị pháp luật cho đoàn viên thanh niên đều được Đảng ủy Công an tỉnh giải đáp thỏa đáng. Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên đã mạnh dạn đưa ra một số đề xuất như giải pháp nâng cao hiệu quả công tác, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ trẻ khi tiếp xúc với nhân dân. Đặc biệt tập trung phát biểu thảo luận những giải pháp sử dụng công nghệ thông tin hiệu quả, việc cán bộ chiến sĩ tham gia các trang mạng xã hội, nhất là Facebook, được cấp ủy lãnh đạo đơn vị ghi nhận tiếp thu. Tại hội nghị, đại tá Lê Minh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho 6 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thanh niên công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy giai đoạn 2013-2015 và tuyên dương 10 cá nhân là thanh niên công an Long An tiêu biểu lần thứ 3 năm 2015. Qua công tác vận động của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh, đối tượng Trần Quang Quy, sinh năm 1992, ngụ ấp Hòa Hưng, xã Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, đầu thú vì hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 16 tháng 8 năm 2015, Quy đi uống rượu cùng với một số người bạn ở ấp Hòa Hưng, xã Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Trong lúc uống rượu tại quán, Quy phát hiện cặp vách hàng rào B40 là cửa hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất. Trong kho của cửa hàng có hai bình ắc quy nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài. Lợi dụng trong kho không người trông coi, Quy điều khiển xe mô tô đậu gần vách nhà kho, đột nhập vào lấy trộm tài sản, sau đó chở đến chỗ thu mua phế liệu bán hai cái bình được 450.000 đồng tiêu xài cá nhân. Theo kết luận định giá tài sản của cơ quan chức năng, tài sản mà đối tượng Quy trộm có giá trị gần 3 triệu đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tân Thạnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Quy về tội trộm cắp tài sản. Tòa án nhân dân tỉnh Long An vừa đưa 4 bị cáo Nguyễn Trung Cang, Mai Thị Kim Hương, Phùng Thị Ly và Mai Văn Tân can tội chống người thi hành công vụ ra xét xử phúc thẩm. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân ngày 13 tháng 4 năm 2015, Ủy ban Nhân dân huyện Thành Hóa thông báo ra quyết định cưỡng chế đối với các hộ dân Nguyễn Trung Cang, Nguyễn Trung Tài, Nguyễn Thị Nhanh, khu vực Bờ Kè thị trấn thuộc khu phố 3 thị trấn Thành Hóa. Sau khi nhận được thông báo cưỡng chế, gia đình ông Nguyễn Trung Cang và vợ là Mai Thị Kim Hương, anh ruột là Nguyễn Trung Tài không chấp hành mà có các hành vi chống lại lực lượng làm nhiệm vụ. Ngày 14 tháng 4 năm 2015, khi đoàn cưỡng chế đến vận động, các đối tượng không chấp hành, có thái độ hung hăng, thách thức, không chịu hợp tác, đồng thời sử dụng axit, dao kéo tấn công lực lượng cưỡng chế, làm bị thương nhiều cán bộ chiến sĩ công an. Trong quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thành Hóa chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thành Hóa đề nghị truy tố trước pháp luật 10 đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ, gồm Mai Văn Tân, Nguyễn Thị Thắng, Mai Quốc Hẹn, Nguyễn Trung Tài, Mai Văn Đạt, Mai Thị Kim Hương, Nguyễn Văn Tôi, Phùng Văn Tuân, Phùng Thị Ly, Nguyễn Trung Cang, riêng Mai Văn Phong và Nguyễn Trung Linh bị truy tố về tội cố ý gây thương tích. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, hội đồng xét xử tuyên phạt các đối tượng trên với mức án thấp nhất 2 năm tù giam, cao nhất 3 năm 6 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích. Riêng Hẹn, Tôi và Thắng, hội đồng xét xử cho hưởng án treo với mức án thấp nhất là 2 năm, cao nhất là 2 năm 6 tháng tù. Không chấp nhận mức án trên, Cang, Hương, Ly, Tân kháng cáo. Tại phiên xử phúc thẩm, hội đồng xét xử tuyên phạt giữ nguyên mức án 3 năm 6 tháng tù giam đối với Hương,
3 năm tù giam đối với Can, Ly. Riêng Tưng, hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Tưng, chuyển cho bị cáo 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Công an thành phố Tân An vừa bắt nhóm đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích. Lúc 23 giờ 30 phút ngày 15 tháng 11 năm 2015, tại quốc lộ 1 phường 4 thành phố Tân An xảy ra một vụ cố ý gây thương tích. Nạn nhân là Trần Quốc Tài, ngụ đường Võ Văn Môn, phường 4 thành phố Tân An, bị đứt lìa bàn tay cánh tay phải, một vết thương gần cổ bên trái, vết thương ở hai ngón tay bàn tay trái, và Võ Thanh Giàu, ngụ đường Võ Văn Môn, phường 4 thành phố Tân An, bị một vết thương ở cánh tay. Sau khi gây án, nhóm đối tượng bỏ trốn. Qua điều tra, công an thành phố Tân An xác định đối tượng chính dùng hung khí gây thương tích là Võ Thanh Tú, ngụ ấp Ngãi Lợi B, xã Lợi Bình Nhân, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Tại cơ quan điều tra, Tú khai nhận do da quẹt giao thông nên nhóm của Tú xảy ra mâu thuẫn với nhóm của nạn nhân. Sau đó, khi thấy nhóm của nạn nhân cầm dao đuổi theo thì nhóm Tú dừng xe và lấy một con dao chuẩn bị sẵn chạy lại đuổi đánh. Chiêu và Danh chạy thoát, còn Tài và Giàu bị Tú dùng hung khí gây thương tích. Hiện tại, Tài và Giàu đang điều trị tại bệnh viện. Trong tuần qua, ở khu vực cửa khẩu Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, số lượng người xuất nhập cảnh sang biên giới là 4.450 lượt người. Số lượt xe ô tô vào khu vực biên giới cửa khẩu Mỹ Quý Tây khoảng 100 đến 115 xe một ngày. Trong khi đó, ở khu vực cửa khẩu Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, trong tuần có 547 lượt người xuất nhập cảnh bằng hộ chiếu. Số người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc mỗi ngày có khoảng từ 75 đến 80 người. Các lực lượng phối hợp tiến hành giáo dục yêu cầu quay trở lại đối với 15 công dân Việt Nam, 17 công dân Campuchia không đủ thủ tục xuất cảnh qua cửa khẩu. Đây là biển báo cấm đi thẳng và cấm rẽ trái trên đường Hai Bà Trưng, khu phường 1, thành phố Tân An. Mặc dù có biển báo cấm, nhưng người tham gia giao thông vẫn ngang nhiên chạy từ hướng Chợ Đêm rẽ trái lên cầu Trương Định, bất chấp nguy hiểm đang rình rập. Vào khoảng 17 giờ hàng ngày, đoạn đường này có lượng phương tiện lưu thông rất đông. Nhiều trường hợp phóng nhanh không đội mũ bảo hiểm, xe ba gác chở hàng công kềnh rẽ trái, băng qua đường không đúng quy định. Thậm chí nối nhau đi thành hàng, cắt ngang dòng người đang di chuyển từ trên cầu xuống, trở nên vô cùng nguy hiểm. Đã có không ít vụ va chạm giao thông xảy ra. Thì thấy cái tình trạng người ta đi lại trên cái tuyến đường này thì nó cũng rất là nguy hiểm. Nhiều người người ta chưa có ý thức giao thông, cho nên người ta đi quẹo trái qua cầu. Cũng có trường hợp là va quẹt, cũng ảnh hưởng tới cái việc lưu thông, đi lại và an toàn của người dân khi giao thông trên đường. Còn đây là hình ảnh các em học sinh đang vô tư chạy xe lên cầu. Có lẽ chính các em cũng không thể lường hết những nguy hiểm và hậu quả của việc không chấp hành luật giao thông. Việc rẽ trái băng qua đường sai quy định như thế này là nguy cơ tiềm ẩn có thể dẫn đến tai nạn giao thông cho các em. Thiết nghĩ các bậc phụ huynh và nhà trường cần tăng cường hơn nữa công tác giáo dục, tuyên truyền luật giao thông trong học đường, giúp các em học sinh nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành luật giao thông, tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Trên đường Ngô Quyền thuộc phường 1 thành phố Tân An, tình trạng vi phạm luật giao thông cũng thường xuyên xảy ra. Người dân lưu thông qua đoạn đường này không chấp hành biển báo giao thông, ngang nhiên sẽ tắt lên cầu Bảo Định. Mặc dù đi sai luật, nhưng một số trường hợp vẫn bật tín hiệu xin đường để được lưu thông dễ dàng. Thời gian gần đây, tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông đi ngược chiều, đi sai làn đường, không chấp hành biển báo giao thông diễn ra phổ biến. Thực tế này đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Tân An. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho mình và người khác, đề nghị người dân nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất tình hình tai nạn giao thông xảy ra trong thời gian tới. Quý vị và các đồng chí, công an xã phụ trách ấp, một công việc có lẽ chỉ thích hợp với nam giới, với những người trẻ tuổi, bởi tính chất công việc đòi hỏi sự can đảm, kiên trì, đối diện không ít khó khăn, nguy hiểm. Tuy nhiên, trái với suy nghĩ đó, người cán bộ công an xã mà chúng tôi muốn nói đến trong phóng sự kỳ này lại là một người phụ nữ ở tuổi 65, luôn hết lòng vì công việc, đêm hôm tuần tra bảo vệ giấc ngủ cho người dân, đấu tranh quyết liệt với các đối tượng vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi phóng sự sau đây. Không chỉ nhân dân ấp Phước Thuận mà cả xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc đều biết đến đồng chí Lê Thị Ất, người nữ công an viên phụ trách ấp Phước Thuận, xã Trường Bình.
Bởi dù là nữ đã ngoài 60 tuổi, nhưng đồng chí luôn năng nổ, nhiệt tình, đóng góp không nhỏ trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở, khiến mọi người khâm phục. Năm 2004, đồng chí tham gia ban ấp rồi công an viên phụ trách ấp. Hơn 10 năm gắn bó với công việc, dù tuổi cao nhưng đồng chí luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm trong mọi hoạt động, từ công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, tuần tra bất kể ngày đêm, luôn kịp thời có mặt giải quyết tình hình liên quan đến an ninh trật tự, bảo vệ hiện trường, cấp cứu người bị tai nạn giao thông, quản lý đối tượng có tiền án tiền sự, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng. Với công việc nào, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tôi tham gia vào công an xã từ năm 2004 khi ông xã tôi mất. Thì lúc đó đúng là con cái nó cũng còn nhỏ. Sau đó là nhờ bà con họ cũng tin tưởng. Thì bà con tin tưởng vậy tôi mới vô làm. Mặc dù công việc còn nhiều khó khăn, bản thân là nữ, nhưng đồng chí ớt vẫn luôn sát cánh cùng lực lượng dân phòng tuần tra khép kín địa bàn ấp và khu vực giáp ranh. Qua đó phát hiện bắt 6 đối tượng trộm cắp tài sản, giải tán 29 nhóm thanh thiếu niên tụ tập ăn nhậu đêm khuya trên các tuyến giao thông, gây mất trật tự khu dân cư, trực tiếp bảo vệ hiện trường 47 vụ và kịp thời đưa đi cấp cứu 25 người bị tai nạn giao thông. Từ việc tham gia làm nhiệm vụ phối hợp chống đua xe, tuần tra canh gác hàng đêm với các lực lượng để phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong địa bàn dân cư, đến việc đảm bảo trật tự lòng lề đường ở địa phương, mọi công việc được giao đồng chí đều hoàn thành xuất sắc. Các đối tượng xấu nghe tiếng đồng chí ớt đều lảng đi nhanh chóng, không dám tụ tập gây rối trên địa bàn. Đồng chí thường xuyên nắm tình hình về an ninh trật tự trên địa bàn, cùng các ban ngành đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân trong ấp chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, những quy định của địa phương, thông tin phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và cách phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm. Kết hợp cùng ban tổ an ninh trật tự nông thôn hòa giải thành 86 vụ mâu thuẫn tranh chấp trong nội bộ nông dân, thấu tình đạt lý, được bà con hết sức đồng tình. Quản lý tốt số đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật tại địa phương. Ngoài làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, đồng chí còn cùng hội phụ nữ ấp vận động được 250 triệu đồng nâng cấp bê tông hóa 4 con đường giao thông nông thôn, xây dựng 4 căn nhà tình thương. Đây là ngôi nhà tình thương của anh Lê Văn Dứt, ấp Phước Thuận, xã Trường Bình, được đồng chí ớt vận động quyên góp chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng năm 2014. Với tổng kinh phí 55 triệu đồng, giúp gia đình anh có chỗ ở ấm cúng, yên tâm làm ăn, sinh sống, thoát nghèo. Trước thì nhà siêu yếu, dột nát nhờ chị hai, hội phụ nữ giúp đỡ được nhà tình thương, giờ được ấm cúng. Chồng mất sớm, đồng chí một mình nuôi 4 người con không lớn. Và giờ đây, ở tuổi 65, đồng chí là bà của 8 đứa cháu. Công việc bận rộn trong gia đình, phụ con buôn bán và đưa đón các cháu đi học. Thêm phần đã lớn tuổi, nhiều lúc đồng chí có ý định xin nghỉ làm công an viên phụ trách ấp. Thế nhưng, được sự động viên của đồng đội, sự yêu thương của bà con xóm giềng, giúp đồng chí có thêm động lực để tiếp tục công việc. Chị em phụ nữ tôi khó khăn gì là chỉ điện một cái là chỉ chạy xuống, chỉ hỗ trợ cho chị em chúng tôi. Hộ nghèo mà gặp bệnh hoạn đồ đó, chị hai cũng sẵn sàng vận động chị em phụ nữ chung góp tận lo cho đời sống của các cái hộ đó. Hết mình với công việc tập thể, cuộc sống riêng của đồng chí ớt lại vô cùng giản dị. Trong ngôi nhà khang trang, nhiều bằng khen, giấy khen được sắp xếp ngăn nắp. Đối với đồng chí ớt, đó luôn là tài sản đáng giá nhất. Những ai khi được tiếp xúc, chuyện trò với đồng chí đều có chung cảm giác nể phục trước sự xông xáo nhiệt tình, hết mình vì công việc của người nữ công an xã đã ngoài 60 tuổi. Đồng chí Lê Thế ớt tuy đã lớn tuổi nhưng mà hàng đêm thì đồng chí vẫn cùng với lại cái lực lượng dân phòng tuần tra để mà giữ bình an trật tự của xóm ấp, tích cực trong công tác mà hòa giải cái tại địa phương, nhất là những cái mâu thuẫn mà trong nội bộ nhân dân cũng như là cái tranh chấp về cái nhỏ trong nhân dân, thì đồng chí luôn là người đi đầu. Hơn 10 năm tham gia lực lượng nòng cốt giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở, đồng chí ớt lập được nhiều thành tích xuất sắc, được các cấp khen thưởng. Trong đó có 2 bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh, 9 giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện và 16 giấy khen của Ủy ban nhân dân xã. Đồng chí Lê Thị ớt vinh dự được chọn giao lưu điển hình tiêu biểu xuất sắc tại lễ kỷ niệm 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc do huyện Cần Giuộc tổ chức. Thành tích và tinh thần làm việc tận tụy của đồng chí ớt là tấm gương sáng cho mọi người noi theo. Chuyên đề An ninh Long An kỳ này đến đây là hết. Để xem lại chuyên đề này, mời quý vị và các đồng chí vui lòng truy cập vào trang web www.
www.cônganlongan.gov.vn. Thưa quý vị và các đồng chí, chuyên đề An ninh Long An được phát sóng vào lúc 19:55 ngày thứ Ba và phát lại lúc 14:40 vào ngày Chủ nhật hàng tuần. Kính mời quý vị và các đồng chí đón xem. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.